Dạ vâng. Hôm nay âm thanh nhỏ bé của Khánh Hằng Hà Nội ạ. Xin chào đại gia đình nhé. Hôm nay thì em mời cả nhà tham quan gian hàng bé nhỏ của em Hằng. Lâu lắm rồi với cả được tham quan đúng không ạ? Vâng, đợt này em Hằng cũng rất là ít lever sim để anh em theo dõi, em chỉ quay được những cái mặt hàng như này. Vâng. Em mời cả nhà tham quan gian hàng bé nhỏ của em Hằng giữa thủ đô Hà Nội ạ. Vâng, cả nhà cần cái gì thì cứ liên hệ cho em Hằng nhé. Ở tất cả bên Zalo, ở bên âm thanh của Khánh Hằng, cơ sở 1 ạ. Dạ vâng. Cả nhà chụp giúp em cái số điện thoại và địa chỉ, liên hệ cho em tất cả bên Zalo để em tiện gửi ảnh và thông số anh em cần những cái model hoặc là những cái đồ. Vâng ạ. Hôm nay thì tất cả những cái đồ này em mới về và vẫn còn hàng cho anh em rất là nhiều. Những cái đầu giải mã này, những cái equine này. Vâng, tất cả những cái đồ này thì em đang có tại âm thanh của cơ sở 1 Khánh Hằng Hà Nội ạ. Và hôm nay thì em mời cả nhà cận cảnh nghe cùng em Hằng chế linh qua bộ tủ đài. Vâng, Yamaha nhé, đến từ Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản. Và combo của bộ này thì gồm 4 loa. Vâng, 4 tai, 2 tay và 2 loa. Cả nhà ơi, cũng lâu lâu rồi em Hằng mới có được những cái bộ như thế này và combo như thế này. Bộ này thì có một chiều dài của nó là 1m70. Khi em Hằng để xa một chút như thế này, 1 ly như 2 ly như thế này là 1m70. Và chiều cao của nó thì là 70cm loa. Dạ vâng, và chiều sâu của nó là 42. Anh em mà bố trí được cái chỗ để hoàn thiện như thế này thì rất là đẹp. Còn không thì cái loa tay thì thường thường anh em treo lên nhá. Vâng, qua cái bộ tủ đài như thế này thì nó vẫn là âm thanh rất là quen thuộc. Cả nhà có thể liên hệ cho em Hằng. Vâng, và đây là những cái này là cái để đồ giống như cái tắp be này, cái đầu giải mã này, hoặc là đồ đĩa này, những cái quai này anh em cần. Vâng, và con này thì đến từ hiệu Yamaha. Vâng, đây ạ, nó là Yamaha cả nhà. Vâng, thương hiệu mà Yamaha này thì nó cũng rất là, anh em nó cũng nổi tiếng rồi, em Hằng cũng không cần phải giới thiệu qua. Vâng, em mời cả nhà cùng em Hằng thưởng thức nhé. Vâng, em Hằng đang nghe điện than ạ. Mừng rưng rưng mình nói ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến có ai biết được, có mình tôi buồn, giấu trong tiếng cười ngấn lệ thoáng qua hồn, để rồi nâng cung đàn hải cuối, khách về khách ấm tình đôi, tôi về về với đêm dài. Em đang ngày xa sông vây, tôi chọn mấy mùa. Cái này là vải lỉ ạ. Vâng, rất là đẹp. Không gian rơi tâm tư ở đầu lưng quán bơ vơ, một lần yêu bao lần nhớ. Bàn cuối có hơi sắc sắc xóa hận đêm em cười, chỉ dìm cơn đau trầm tới, muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà cười. Chỉ dìm cơn đau trầm tới, muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Vâng, bây giờ nếu mà cả nhà muốn nghe qua cái này mà từ trên mạng xuống thì cả nhà cứ bật cái tắp be lên thôi ạ. Vâng.
rất là hay và nó rất là dịu dàng. À, tiếng của nó, của dòng Yamaha thì nó ấm ạ. Thấy một cái âm ly nào mà dài 60 chưa ạ? Vâng, con này âm ly của nó dài 60 nhá. Vâng, anh em cứ tưởng tượng ra cái con mà âm ly mà dài 60 thì nó sẽ như thế nào, nó rất là to. Vâng ạ. Vâng, cả nhà cần thì tất cả các món đồ ở trong cửa hàng của em Hằng thì cứ liên hệ cho em Hằng á, bên Zalo nhé, của cơ sở 1 âm thanh Khánh Hằng Hà Nội nhé. Vâng, giờ thì clip cũng hơi dài rồi, thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà, chúc cả nhà những ngày nghỉ như thế này hoặc là những ngày ảm đạm mà các em đang đi học đầu năm,
xuân sẻ nhá, vui vẻ bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà, anh em mọi miền rất là nhiều ạ.